cho cái câu hỏi nó hơi nhạy cảm cho nên là sư không có đọc ha, quý vị tự đọc. Thưa với quý vị, thưa với quý vị, về cái trường hợp này, sư nhớ là đã từng hỏi rồi thì phải, cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ cái người hỏi cứ bị dằn vặt tâm lý, thì điều này ứng với Tăng Chi Bộ Kinh Đức Thế Tôn có nói đó. Là khi mà mình làm điều ác á, thì mình sẽ chịu bốn cái quả báo, chịu bốn trường hợp. Thứ nhất là mình bị tiếng đời chê trách, thứ hai là mình bị cắn rứt lương tâm, thứ ba là mình bị pháp luật trừng trị, và thứ tư là mình chịu quả báo cho đời sau kiếp khác. Cho nên á, là bây giờ mình cần làm cái gì để nó khắc phục. Cái vấn đề của mình là mình sợ tội, sợ phải trả giá, chứ không phải là mình sẵn sàng trả giá cho cái hành động bất thiện của mình. Rõ ràng người hỏi thì hỏi bây giờ làm sao để mà con tránh phải chịu cái quả báo, mà quý vị có biết là chính bởi vì cái chuyện mà mình trốn tránh hậu quả đó, nó mới dẫn đến cái chuyện là mình cứ dằn vặt. Sư đọc báo thì thấy nhiều trường hợp đó, họ trốn trốn truy nã, trốn mấy mươi năm rồi sau đó bị bắt. Thì theo sư suy nghĩ thì mấy mươi năm đó họ trốn, thực tế cái tội không có trốn, họ không có bỏ qua cái tội đó, họ cứ đau đớn cái tội đó trong lòng. Họ trốn bao nhiêu năm thì cái tội nó cứ đeo theo họ bấy nhiêu năm. Trong khi đó lẽ ra nếu như cái năm ngày đó, năm đó mà họ chịu cái án thì họ đã xong chuyện rồi, đã coi như là hòa nhập lại cộng đồng, đã làm thành một con người mới. Nhưng mà họ không có lựa chọn, họ không chịu lựa chọn đó, họ trốn tránh. Thành ra là họ cứ đeo cái tội đó, đeo hoài vậy đó, thì nó cả đời mà rốt cuộc thì cũng đâu có thoát. Cho nên là về cái vấn đề này, lời khuyên của sư là nên suy tính cho kỹ ha. Có đôi khi mình chịu cái mình trả xong cái quả báo cho rồi đi, rồi sau đó mình nhẹ lòng hơn là mình cứ trốn tránh, rồi mình cứ ôm nó trong bụng vậy, nó đeo theo mình nặng hoài không có buông được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, khi mình đã lỡ làm bất thiện ha, lỡ làm việc bất thiện, thì mình cần dũng cảm đối mặt và chấp nhận hậu quả của nó. Cái chuyện mà mình có đi địa ngục, nếu như có thì mình cũng phải chấp nhận cái. Nên tránh cái thái độ trốn tránh. Sư nói mình trốn tránh, mình càng trốn tránh thì mình càng sợ hãi. Trong khi đó mình chấp nhận thì nó cứ vậy mà nó qua. Đó là lời khuyên của sư. Còn bây giờ thì mình làm sao để cho nó cũng coi như là sau khi mà mình đã chấp nhận cái chuyện là mình trả cái hậu quả của hành động của mình rồi đó, thì mình mới tính cái bước tiếp theo là làm sao để cho nó diễn ra được nhẹ nhàng, nó đỡ
gọi là nó đỡ nặng nề. Bằng cách gì? Bằng cách là mình nỗ lực, mình tạo nhiều thiện pháp. Mình tạo nhiều thiện pháp thì chính cái thiện pháp đó nó sẽ nâng đỡ mình. Cái thiện pháp mà lớn nhất á, đó chính là tu tập giải thoát. Như trường hợp một vị trời đó, một ngày nọ khi mà đang vui vẻ với 500 cô vợ thì thấy 500 bà vợ của mình biến mất, thì vị trời này mới xem coi là 500 bà vợ này đi đâu, thì thấy là 500 bà vợ này đi xuống địa ngục. Rồi vị này mới suy xét á, là như vậy thì mình đi đâu, và vị này cũng thấy là mình cũng sẽ đi xuống địa ngục. Và thế là vị này hoảng hồn và chạy xuống cầu xin Phật. Thì khi đó Phật mới thuyết pháp, và nhờ như vậy vị này sau khi nghe pháp có sự suy tư, phát triển trí tuệ quán và chứng đắc được đạo quả. Nhờ như vậy, ngay khi chứng đắc đạo quả thì con được sa đọa, được chấm dứt. Thành ra đó, chỉ có sự tu tập phát triển tâm, rồi khi mà mình chấm dứt được sanh tử luân hồi đó, thì mình mới chấm dứt hoàn toàn con đường sa đọa thôi. Còn nếu như không được như vậy thì các thiện pháp, tất cả các loại thiện pháp đều có khả năng nâng đỡ ác nghiệp. Nâng đỡ ở đây tức là giảm nhẹ ác nghiệp. Thì tùy theo khả năng của mình mà mình làm được tới đâu. Nhưng mà lời khuyên đầu tiên của sư là mình không nên trốn tránh, dũng cảm đối mặt. Và sư đã khuyên như thế với nhiều người rồi. Và những người đó sau khi dũng cảm đối mặt thì sau đó họ nhẹ hơn rất là nhiều, hơn là mình cứ ôm vậy đó mà mình nặng lòng. Không biết Đại Đức Tề Tường có lời khuyên gì cho trường hợp này không? Đại Đức chờ tí. Để Đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị. Cái giọng nó vang, Đức tắt giọng vang. Về cái lời khuyên cũng như cái giải pháp thưa quý vị, để Đức Hành Tuệ có khuyên cho quý vị đặt câu hỏi này nè, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý cái quan điểm như vậy. Ở đây á thì cái lời khuyên của sư á là cái giải pháp á, cái giải pháp tốt nhất nha, theo sư cái giải pháp tốt nhất á, là để mà vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi này nè, và tránh khỏi cái những cái quả ác nghiệp á, thì theo sư cái giải pháp mà rốt ráo nhất á, đó mình phải ngay trong hiện tại này và ngay trong tương lai á, thì quý vị đã biết rồi đó, sắp tới á, Đức Hạnh Tuệ cũng có tổ chức khóa thiền thưa quý vị, đó khóa thiền Vipassana hay là thiền tứ niệm xứ đó, hay là thiền minh sát đó. Đó là nhiều cách gọi thôi, nhưng mà tụ chung không gọi là thiền tứ niệm xứ. Thì tại sao lại sư lại nói vấn đề mà khóa thiền như vậy? Không phải để quảng cáo thưa quý vị, mà là có liên quan, chứ phải không liên quan. Liên quan như thế nào? Thưa quý vị, khi mà qua cái câu hỏi này nè, qua cái câu hỏi của vị đặt câu hỏi này nè, thì sư hiểu được rằng là cái vị này đang ở trong cái trạng thái gọi là cái tâm hối hận đó. Tâm hối hận, gọi là tâm chạo hối thưa quý vị. Mà đây là một trong năm cái chướng ngại mà bất kỳ thiền sinh nào cũng phải gặp phải, mà khi là phàm phu chúng ta cũng sẽ gặp phải thôi, chứ không phải riêng thiền sinh. Tại sao lại sư đến vấn đề này? Tại vì xin thưa quý vị, ngay trong nếu mà mình là một người phàm phu, hoặc là nếu một người thiền sinh mà mình muốn giải quyết rốt ráo cái vấn đề mà mình rơi vào cái trạng thái mà bất an và hối hận này nè, thì chỉ có phương pháp thực hành tứ niệm xứ mới là rốt ráo thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì ngài thiền sư trong quyển mà đại niệm xứ ngài liệt sư Sila Anh Đá thưa quý vị, ngài thiền sư cũng trích từ chú giải, cũng có nói rõ là như vậy, cũng giảng rất là rõ, giống như là gì, cái trạng thái mà hối hận đó
Thì có nghĩa là cảm thấy tội lỗi về những việc xấu hay sai lầm của mình đã làm và những cái việc tốt mà mình không làm. Đó. Nguyên nhân phát sinh hối hận là do suy tư không có sáng suốt về sự dao động của tâm, nhưng nghĩ rằng tâm dao động này chẳng làm hại gì ta cả. Đó. Thì muốn mà loại trừ cái sự mà ân hận hối hận này nè, ta phải suy tư một cách sáng suốt về sự thanh tịnh của tâm. À, khi bạn có sự suy tư sáng suốt về sự an tịnh tĩnh lặng của tâm thì bạn có thể loại bỏ được bất an hối hận. Thì trong chú giải, thưa vị, trong chú giải có nói về 6 cái cách loại trừ bất an hối hận. Nhưng mà xin nhấn mạnh nha, cái cách này mà bắt buộc các vị phải học và bắt buộc phải hành thôi thì nó mới đem được hiệu quả thôi. Còn nếu mà ở đây sư trích ra đưa lời khuyên cho quý vị, bởi vì đọc cái đó, bởi vì tư duy thôi nó cũng không có đem lại hiệu quả gì nhiều. Đó, cho nên là phải nhấn mạnh ở đây là phải học, mình phải hành thì mới đem lại hiệu quả. Thì chú giải có ghi cái 6 cách loại trừ cái bất an hối hận như sau. Cái thứ nhất đó là đạt đến khả năng hiểu biết thâm sâu về giáo lý của Đức Phật, thiền sinh phải cố gắng học hỏi để có một kiến thức thâm sâu về Phật pháp. Cái thứ hai là tìm hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Khi làm việc gì sai trái, bạn sẽ cảm thấy hối hận hay ân hận. Muốn tránh điều sai lầm, bạn phải hiểu điều gì cần làm và được phép làm, điều gì không nên làm và không được phép làm. Đó. Ví dụ như là một vị sư đi thì phải biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Không, biết được điều gì nên làm và điều gì nên tránh sẽ giúp cho thiền sinh đó không làm điều sai lầm. Không làm điều sai lầm sẽ không có bị hối hận hay dày vò. Thứ ba là phải hiểu rõ giới luật. Có nghĩa là những cái điều giới, thưa vị, những cái đạo đức nền tảng đạo đức mà Đức Phật á, Đức Thế Tôn á, ngài đã chỉ dạy cho chúng ta hiểu rõ giới luật là bổn phận đó của hàng tứ chúng. Hiểu rõ ràng và trọn vẹn á, về vấn đề giới luật á, thì sẽ không có làm điều gì sai lầm. Bởi thế á, hàng tứ chúng á, ở đây là hay nói thiền sinh đi ha, dễ dễ hiểu, không bị bất an hối hận chi phối. Cái thứ tư là mình phải thân cận với những người nhiều kinh nghiệm, những người nhiều kinh nghiệm nha, đó, và những người có cái sự thông hiểu học pháp hành đó để học hỏi đạo đức như giới luật chẳng hạn. Cái thứ năm là có bạn lành, những người bạn lành sẽ giúp ta loại bỏ bất an hối hận. Thứ sáu là nói lời thích hợp, nói đến những bất lợi bất an hối hận và lợi ích của sự thanh tịnh trang nghiêm. Đó là 6 cái điều mà giúp thiền sinh đó. Mà nếu ngày mai này quý vị có cái sự lưu tâm đến cái vấn đề nội tâm của mình và muốn giải quyết rốt ráo vấn đề quý vị đang rơi vào trạng thái mà sư đã gọi là trạng thái mà bất an hối hận đó, tốt nhất đó, mình phải tham gia khóa thiền thôi quý vị đó. Chứ còn nếu mà nói về mặt tư duy cũng được thôi, nhưng mà nó không có rốt ráo đâu. Đó, tư duy đó, nhưng mà với vấn đề tâm quý vị á, đôi khi nó không có tu tập nhiều, nó yếu đó, cho nên tư duy nó chỉ nằm bước nào thôi, nó cũng sẽ nó rồi cái trạng thái này nó cũng sẽ trở đi trở lại thăm quý vị thôi. Nhưng mà nó nguy hiểm là như vậy nè, nếu quý vị chủ quan á, trong đời quý vị chủ quan có thể là quý vị có những cái tư duy mà nó có thể đè nén hay nó lướt qua được, nhưng mà xui cái khi mà cần tứ nghiệp nha, chứ nói là cần tứ nghiệp và đối diện cái chết á, mà những cái dòng tư tưởng bất thiện đó, hối hận mà như cái vị này hỏi nè, nó đến nó thăm quý vị lúc cần tứ nghiệp là chưa nói là 100% là quý vị tái sanh là bốn cõi cảnh xấu rồi. Và cái điều quan trọng trên hết đó là khi tham gia khóa thiền có nhiều lớp, thưa vị, rồi mình đọc học pháp hành pháp cái việc á mà hành pháp á, là giống như khi mình đạt được các chi thiền, thưa vị, giống như tầm tứ hỷ lạc định đi, thì cái ngay là cái lạc á, cái chi thiền mà lạc á, đó là cái chi thiền mà đối trị với diệt trừ bất an dao động. Đó. Mà cái muốn được cái này nè, muốn cái được cái chi thiền lạc này nè, quý vị bắt buộc phải thực hành thiền thôi, thưa quý vị. Đó, đó là cái chi thiền mà cái bằng là rốt ráo nào, rốt ráo mà diệt trừ bất an dao động. Đó. Còn ở đây là còn cái phần mà bất an mà dao động mà đi diệt trừ hẳn thì phải nói tới thánh này, cho nên là sư không đề cập nha. Chưa đề cập là ở đây mình giải quyết trong vấn đề mà gọi là mình là phàm phu, mình tu tập để mình trấn áp những cái trạng thái bất thiện đó. Để làm chi? Để là thứ hiện trong ngay trong hiện tại mình hiểu rõ nó và nó không có quấy rối, nó không có chi phối mình nhiều, và mình thường xuyên tập luyện đi tập luyện lại thì nó sẽ không có quấy nhiễu mình. Và cái điều quan trọng thứ hai là giờ phút cần tử nghiệp là nó sẽ không đến thăm mình. À, đó điều quan trọng đó.
Và cái điều quan trọng nữa mà mặc dù Đức Hạnh Tuệ có nói rồi, ngày xưa cũng mới nhắc lại là điều này cũng rất quan trọng, là mình muốn khắc phục hậu quả, cái cách khắc phục hậu quả mà nó hữu hiệu nhất á, như Đức Hạnh Tuệ có nói đó, là ngay trong hiện tại đây mình phải nỗ lực vun bồi ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí một cách liên tục không gián đoạn, và nó phải làm một cách hiệu quả lớn lao thưa quý vị, đó dồn dập đó. Thì những cái thiện nghiệp đó nó sẽ vun bồi cho mình, nó sẽ là nhân là duyên, nó kích hoạt những cái quả, những cái nhân thiện mà nó sẽ giúp kích hoạt những cái quả thiện mà nó trổ ngay trong kiếp này và ngay ngay trong những cái dòng cần tử mình, để mình tránh khỏi những cái tâm bất thiện này nè, nó sẽ chi phối mình. Cho nên đó, ngoài cái vấn đề mà tu tập, nó nghe tu tập rốt ráo chưa, trước khi chết thức thúc đó, mà câu trả lời hôm nay đó, thì sư sẽ nhắc lại những điểm chính. Điểm chính ở đây đó, là để mà rốt ráo giải quyết cái trạng thái này nè ngay trong hiện tại đó, thì hãy thực hành giới định tuệ, và cụ thể hơn là chúng ta phải thực hành thiền tứ niệm xứ thưa quý vị, thiền vipassana, thiền minh sát đó. Thì có thiền mới giải quyết rốt ráo thôi à. Thì trong quá thiền là cũng là đơn thuần quý vị cũng đang tu tập giới định tuệ đó à. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề mà phải vun bồi các thiện nghiệp, phước vật, phước đức, phước trí liên tục không ngừng nghỉ, không gián đoạn, và nó phải làm việc, làm nó phải hiệu quả lớn lao. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.